xe vào đây lăn bánh đi luôn. Dạ, cà đa ha. Ừ. Dạ dạ. Rồi, kính thưa quý vị, mời quý vị chúng ta xem qua chương trình xuống đồ gãy của mấy anh em nha. Đây là công đoạn chuyền từ trên bờ chuyền xuống ghe nha. Đây. Đây là những thành viên ưu tú, những gương mặt thân thiện làm gì từ thiện gom củ cho bà con mình trong xuyên suốt trong mấy tháng qua hả gì. Đây là chị vàng Út Vàng người quân chính nha. Hỗ trợ đồ gãy không gầy. Rồi có gì nhắn nhủ với bà con cô bác mình ở trong vậy đâu. Mong cho bà con mình dùng cái rau này cho qua mang hết dịch rồi gắn mình niệm Phật rồi. Dạ. Yêu cầu vậy thôi. Rồi, cũng mong rằng cô bác sau khi mà dùng rau củ này thì cũng cố gắng niệm Phật ha, đặng gieo duyên với các vị mạnh thường quân. Để bên cạnh đó cũng gieo duyên lành với Phật Pháp. Tất cả mọi người cũng cầu mong là cái mùa dịch mình sớm ngày đang hết, đặng cho bà con trở lại cuộc sống bình thường. Để không còn cái sự mà khổ có hay là bức bách gì trong cái cơn mùa dịch này nữa. Bà con, cô bác đang khổ quá khổ rồi. Tao mới cho mà sao nó chín quá à, sạn sạn là chín lại. Chanh khó mua lắm nha, mua được chanh là quý lắm, tại vì chanh ở ngoài là 6.000, 8.000 một ký. Nãy chỗ tiền chanh nhóc cho đó. Hả? Nãy chỗ tiền chanh nhóc đó. Xuống dưới người nó đi, đừng khỏi có... Bây giờ chị nữa, ví dụ có chanh á, thì... Giỏi bước xuống cái chị mua cái hàng dữ. Dạ. Lệ cho mình đó. Thì nó có gì căng danh mà nó cần số lượng nhiều đó em điện ở đây cho chị mua tiếp. Tại vì hôm qua đi Bình Dương hết mới rồi ở Phú Tân. Nè chị rảnh đi tầm giùm đi. Lực lắm, rác mình ngang tiếp. Vậy đó chuyện với mà. Anh lên sáu rồi. Dạ. Lên sáu luôn.
Đây là một nhân vật chính đó nha Tú. Anh cả trong đoàn đó. Lặt cái bọc đó rồi, lấy không? Lấy. Cái này lên có nhà khổ, anh muốn bỏ này, anh muốn. Không bỏ giống như cái này nha. Mình chết cái ngoài xích ngoài được rồi anh ơi. Hết đồ rồi. Còn kia thì rau không à? Lên dai luôn không? Lên dai xuống luôn, xuống ngựa luôn. Đứng xuống. Quá khứ rồi bao cà na này về. Bà con ăn trong còn nữa cả. Bao cà na phải cho nửa bao đường nữa nha. Rồi, kính thưa quý vị, thì xe ghe ba lưỡi chúng ta về đây đã được xuống tâm đất nha, để về hỗ trợ cho người dân hiện tại về giao củ trên ghe bây giờ là có khoảng là 2 tháng đồ. Rồi cũng mong là mọi người chúng ta sau khi dùng rau củ này cũng cố gắng niệm Phật, ăn chay làm lành để hồi gia viên với các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, và cầu mong bệnh dịch sớm ngày để mau qua khỏi để cho bà con trở lại cuộc sống bình thường nha quý vị. Rồi mời quý vị tiếp tục hành trình rau củ chúng tôi nha. Rồi thưa quý vị, rau củ về đây đã về tới bến Mai Di Sự rồi nha. Giờ đây mời quý vị chúng ta theo dõi chương trình lên rau củ để đi cho ở bên khu vực xã Bình Phú với Vĩnh An nha quý vị. Rồi. Còn nghe cái gì rau củ bây giờ là về cái bến này, giờ cho cô bác chị em ở xóm giềng này lại hỗ trợ rau củ lên trên xe nha mẹ. Đây hai cưng, hai cưng xuống dưới đi, xuống dưới vỏ tiếp con đi. Diễn xuống vỏ đi con.
Tùng với thằng Hữu Lê Hữu Hát xuống vỏ xuống dưới được con, con chìm ra. Để bao cà na nữa để ban sự hả? À bao bao cà na nữa đem lên trên núi đó, cho cô Năm Thảo. Lên núi thảy xuống đất cho nhiều. Đó, ba cái dao cải và để ba cái bông súng. Đó bao nhiêu vậy? Chắc chắc hết dưới đây là vừa vừa tròn xe luôn đó. Thôi sao bán này chắc dứt ta. Bỏ đâu? Chắc gì đến lớp bộ bên. Những cái nào trước mình lấy trước cái sau vậy? Ừ. Đây là cô bác anh chị em mình ở xóm này lại tiết nha, cũng đông lắm nha. À... Ê, nhúc nữa lấy vô mớ rồi lại. Rồi, lấy nữa mình luộc ăn hạnh phúc. Đi lấy rau củ về mệt mà được đó, cô bác sớm giờ hôm nay lại tiếp về là quý lắm nè. Giờ này mà có ba người mà chuyền lên xe này gọi luôn là về là bệnh luôn. Chẳng xanh. Dễ gì gì tới bến là mình hú. Rồi, bởi vì tiếp tục theo chương trình phân phát rau củ nha. Rồi. À, coi quý vị mọi người đang chuyền rau củ lên nha, chuyền xăng xăng lên rồi nè. Rồi tranh thủ đi. Bốn giờ rồi hả? À, không tại nói gì mà cho mọi người làm xiết xiết đó mà. Tối đó cùng rớt chơi vô tối dữ ha. Lại cho rớt cổ đi, phải lên kia nữa. Rồi rau củ về đây đã tôm tắt lên xe đầy đủ rồi nghe quý vị. Giờ chuẩn bị chạy xuống dưới cống 11 đang đưa qua bên Bình Phú cho cô bác mình nha. Rồi mở gì đó thêm xem chương trình xuống rau củ của phải mì một đống đó chỉnh. Anh em nghe cái gì? Rồi ông ăn hả? Đây chiếc xe về đây lăn bánh thì quá xá rồi, quá xá rồi. Quá kẹt,
đúng rồi. Nghe đó giờ nó có chua luôn nha. Nó chua xuống nha. À, nó có chua quá. Xuống mới được. Thôi chị Mập kìa. Hết nổi luôn rồi. Khỏe quá chị Mập ơi. À, làm xong chị Mập ơi. Chị Mập ơi, chị Mập. Rồi, rau củ đã xuống hết rồi nghe cái gì? Chạy ra trước đi, để chắc chưa xuống nữa đã. Qua trong lạnh nha, cái bao đó đây xuống hết đi. Trong lạnh xuống rồi. Ai cô bác ai có ăn rau củ thì nhận nha. Chị chú hai có lấy rau củ gì ăn không? Rồi cái số rau củ này thì hôm qua Đệ Sang có nói chuyện với anh Phó Bí Thư xã Bình Phú, là người dân Bình Phú cách ly ở Sài Gòn về thì với cái chỉ thị nhà nước là một người 80.000 một ngày, với 14 ngày thì có khoảng 1.2 triệu. Nhưng anh Phó Bí Thư anh nói là mình có hỗ trợ rau củ thì sẽ họ sẽ giảm bớt cho bà con là 40.000, còn 40.000 thì chú Chính Hùng chú mới nói nếu mà bà con mà ăn chay được trong hết 14 ngày luôn chú sẽ lập ra cái đội cơm từ thiện là nấu, là sẽ không là lấy phí bà con luôn, thì bà con sẽ đồng ý thì cái số rau củ này mình hỗ trợ là cho bà con ở thành phố về là bà con được ăn cái rau củ này là sẽ không có đóng phí tiền cho nhà nước. Là có một số mạnh thường quân ta hỗ trợ mấy bà con nấu cơm, thì đây rau củ mình đưa vô đó thì nấu thì nhà nước sẽ không thu phí. Dạ. Rồi kính thưa quý vị, thì ở bên xã Bình Phú thì ông chủ tịch bên đó thì ông nói nếu mà bên hội từ thiện mà ủng hộ cơm chay đó thì khỏi lấy cái phí của cái người cách ly. Thì ở bên đây có cái chú Chính đó, là chú Chính Hùng đó, là ổng đã nhận cái vấn đề đó rồi, nhận cái phần mà nấu cơm cho cô bác mình ăn rồi, thì bây giờ là rau củ này về để nấu cho người cách ly ăn nghe quý vị. Thì rồi giờ xe rau giờ vỏ rau củ chuẩn bị đi về bên Bình Phú nè quý vị ơi. Rồi cũng mong sao tất cả những cô bác mình sau khi mà qua cái mùa dịch này rồi đó thì cô bác mình cũng trở lại cuộc sống bình thường rồi đó, thì mong rằng quý vị cố gắng là ăn chay niệm Phật để làm lành, hầu để gieo duyên cùng với Phật pháp để chúng ta sống cuộc đời nó an lạc thanh thản, không còn bệnh khổ nữa nha quý vị. Rồi cầu gia đình sống lành gió yên, tặng bác tánh an nhà kỷ niệm, và mong rằng bệnh dịch sớm ngày qua khỏi, nên cho cô bác mình ở đây cuộc sống bình thường nha. Rồi xin chào quý vị, hẹn gặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật.